Xin chào cả nhà. Okay guys, I'm speak Vietnamese first, then I speak English. This is on school holiday still. So first, I'm go with my daughter on school holiday to visit my friend and travel around Queensland, Brisbane. This is the longest school holiday of the year, so including New Year 2022. So what I bring with me to protect our healthy in the COVID ban. Now in Queensland, COVID growing up daily is terrible because before we don't have that much, but with little girls, so we travel around in the city Brisbane. Now we are in the hotel South Bank Brisbane after we visited other friends for New Year and party and for the kids catch up together. I just have here on way this example on way with me. Every day is iron and vitamin C. Okay. Mint in pharmacy, peppermint oil, hand for hand, press out, hand sanitizer everywhere in my bag. I love cappuccino every day. No sugar, not use sugar in my life. So, why garlic? Garlic is good for you. You can boil water, put garlic in, and sauna your nose. Sauna your nose, but the secret of me, I always use this, put in my nose, and smell. And this goes through to your throat, and your body is beautiful. I have here garlic, turmeric. I eat turmeric with honey every day, it's honey. Every morning I make honey and lemon for my kids centrum. We have here a lot of like magnesium, vitamin C. This is for kids. And then I have here magnesium for myself daily too. This one, no sugar, sugar-free 99%. Every day, boom, once. It's also magnesium and vitamin C here, morning. But early morning, when I got the honey and turmeric, because it protects my stomach. When I wake up, I drink water and that honey turmeric and like one daily. But 1 month I use, 1 month I off. I don't use a lot vitamins. Sometimes you need your body free. So this is daily health. But to join that is okay. 30 billion, 30 thing virus in your stomach, bowels, see? A lot of fruits, a lot of pineapple, everything. Like yesterday we had cherry, today we had strawberry and pineapple. Fruits and symbol today we had sushi, unwooly, beautiful sushi. And we dine in restaurant tonight. And Chinese restaurant or any restaurant, I can dine in or I can easy eat at the hotel. In the hotel, because I bring food with me everywhere. Easy food, I mean. And this is important when you feel sick. This is Panadol, right? If you feel headache or sick. Now, this is lemon zest, cold and flu, hot drink. It acts fever, body expand, and sore throat. Okay.
The max me mean some double max, they have a runny nose, but this one not runny nose. That I also sent to Vietnam for my family. So some of different kind, like so in my suitcase here, I hide some food. Okay, beautiful food. More protect for my kid. Inhale for her stomach so much. Let me show you some. Oh, smart perfume, beautiful. It is because I love to have this brand. So what? The same. But this one, the same brand. But this one look have a running nose, like your nose blocks or running nose. But this one no. So no. No running nose, you can choose this one. This one have a running nose and have a thorax. Fine. Block the nose, heat eyes, thorax, body edge pain. It's good. My choice. So I share with my friend. Sometimes my friend love it. So what I am, sauna my nose in the COVID season. Even I don't have a COVID, I test. And also, I have a true vaccine, it's full. So I put oil in, mint oil. Remember, the cup you use, not the ring dust cup, right? Wow. You can eat garlic little each day, or you can put garlic in there too. But I do simple, only master minus. Oh, now I smell it. Oh, good. Oh my God. See, I put it in my nose. Smell like the sauna. In Vietnamese, we are sauna on our body with blankets on over body, and that's killing a lot of cold flu or virus too. But now in the hotel, it just makes symbols that remember never drink this cup, wash daily. Lovely. Some people they put some ginger in. Lemongrass and garlic, but I just simple. I put my secret, my choice. Look, that's it. Okay, now Vietnamese. Hồi nãy Lucy nói á, là những cái hành trình mà đi chơi đi du lịch á, dù Lucy đã chích hai mũi vaccine rồi và test COVID rồi. Cái tiểu bang của Lucy là Queensland đang mở cửa thì bây giờ cũng đóng rồi, và cái biên giới vô thì bị tràn dịch, bây giờ là đang bị rất là nhiều ca. Hồi xưa là tiểu bang Queensland không có bị nhiều, không có bị lockdown nhiều như Sydney, Melbourne. Ở Úc, cái tiểu bang Queensland là bà thủ hiến, bà giữ cho cái tiểu bang này là bình yên nhất và không có bị Covid tấn công cho đến thời điểm này 2022. Khi mà mở cửa cho các tiểu bang vô đó, tại vì Christmas đó, New Year đó, các gia đình người thân bị kẹt quá thì mở cửa. Tại vì cái lúc đó là cái Covid nó chưa có nhiều, tiểu bang này nó cũng lắng xuống bớt rồi á. Thì không có phong tỏa, mấy cái tiểu bang khác nó cũng giải tỏa phong tỏa. Như Sydney là phong tỏa lâu nhất thế giới. Thì Lucy nói là cái vaccine rất là quan trọng, cho nên quý vị có đủ 2 liều và sau 4 tháng quý vị sẽ có liều thứ 3. Và đi chơi á thì Lucy luôn ăn những cái món ở trong siêu thị hoặc là đơn giản như vậy, là sushi nè, vitamin C nè, hôm qua thì ăn cherry, trái cây trong siêu thị có nè. Ở Úc có siêu thị, nhiều siêu thị lắm quý vị. Lúc nào cũng phải có thuốc nè, Panadol nè. Nhưng cái này là cái lựa chọn của Lucy. Là thuốc này thì có nghẹt mũi nè. Lem ship Lucy cũng gửi những cái này về Việt Nam nè. Có nghẹn mũi, đau họng, nhức đầu, đau người, sốt. Cái này Lucy, nếu mà bạn không bị nghẹn mũi thì không có uống cái này. Cold flu nó có honey và ginger đó, mật ong và gừng đó, rất là tốt nha quý vị. Thì những người bạn Việt ở bên Úc, Việt kiều này, Lucy cũng chụp hình, Lucy gửi qua
Tại vì nhiều người không có, nhiều người chỉ dùng Panadol hoặc là Panamax gì đó. Nhưng mà đối với Lucy thì Lucy thích cái brand này nữa. Đó. Ok, nó cũng giống như nhau nhưng mà ở đây thì có 5 tác dụng. Có thêm cái mũi, nghẹn mũi hoặc là chảy mũi và đau nhức người, đau họng, sốt. Đó quý vị, và có gừng với chanh rất là tốt. Thì mình có thể xông mũi. Xông mũi bằng cái cách hồi nãy tôi nói, cái nước này là không được uống nha. Và xong xong phải rửa ly cho cẩn thận, cái ly này không được rót nước uống. Mình ở nhà mình có đồ, nhiều đồ riêng thì mình xông hơi, mình nấu sả, gừng, tỏi mình bỏ vô. Với cái dầu này nè, dầu mint này nè. Còn bây giờ mình đi du lịch cũng có thì mình xài sử dụng cái ly này. Còn có ở nhà thì mình xông bằng cái nồi, xong rồi mình chùm hết cái khăn cho người mình, hít hết rồi ra mồ hôi. Còn đây là sắt với vitamin C, mỗi ngày Lucy uống để bổ sung C. Thuốc Panadol. Nhưng mà mấy bữa nay Lucy không có uống cái này thì không có đau họng, không có gì ho. Ho là tại vì ăn ăn có con khô mực lá chanh đó. Nhưng mà vẫn phải phòng. Đây. Press hop. Tay. Vệ sinh tay mỗi lần mình rửa tay rất nhiều lần trong ngày nha. Và hết cái này. Ví dụ mình không có xông mũi á thì mình lúc nào mình cũng xoa hai bên trán tay chân và hít vô cái mũi mình á, nó có cái lỗ nhỏ hết á. Cái dầu này tốt lắm, Lucy là lựa chọn của mình. Thì đây. Thấy không? Quý vị thấy không? Nó có cái lỗ nè. Oh, hít vô cái lỗ mũi nó sảng khoái gì đâu, nó không có nóng như dầu xanh. Dầu xanh á không có nóng, mà Lucy rất là thích dầu khuynh diệp mẹ bồng con ở bên Việt Nam, nhưng mà nó tốt nhưng mà nó không có bằng cái mint này nha quý vị. Và cái hiệu này, cái brand này, hiệu Thoughtlabs là tốt nhất đối với Lucy. Còn đối với người khác, ai muốn chọn gì thì tùy theo ý thích của mình. Thì sáng bây giờ đó là hồi xưa là Lucy luôn lúc nào ngủ dậy cũng phải uống nước, một ly nước ấm. Hai mẹ con lúc nào cũng uống nước suốt buổi tối đi ngủ, khát nước rồi uống. Trên đầu giường lúc nào cũng có nước và uống, và sáng dậy cũng phải uống. Uống nước xong rồi tập thiền một chút xíu, rồi thiền massage đầu, gãi tóc đồ cho máu huyết lưu thông, chân tay đồ. Ở nước ngoài đâu có sướng như Việt Nam đâu mà được đi massage này nọ, mắc lắm, một tiếng bảy mấy đồng. Thì tự mình massage mình đi. Rồi cái đi hotel thì mình đơn giản vậy thôi. Đồ ăn nhanh được theo. Bột mì đen gì có thì mang theo. Đây là vitamin của nít, của VDN. Nghệ để sáng uống chanh mật ong xong một chút thì uống nghệ với lại bỏ mật ong vô để bao tử đó. Cái này cũng là bao tử giết vi khuẩn. Không có lạm dụng nha. Một tháng mình xài, một tháng mình nghỉ nha. Với cái vitamin này nè. Giết đến 30 tỷ, 30 tỷ con vi khuẩn trong ruột nha quý vị. Nghệ viên, hiệu Life. Hiệu Life. Đi đâu cũng có khăn giấy ướt ha, giấy chùi tay ha. Cái magnesium sum này là bổ sung vitamin luôn, 99% không có đường. Magnesium biểu bộ này có chanh nữa nè, nhai không? Quý vị cũng không có lạm dụng quá, nhưng mà mỗi ngày Lucy nhai một viên. Con Lucy cũng có đó, trong đây nè, trong cái thành phần này nó cũng có mini chi trong đây rồi. Quý vị đọc, nhớ đọc cái thành phần và cái expiry date. Nhiều khi nó giảm giá, nhiều khi mình mua nhiều quá mình quên á. Cái này cho ao đùa nha quý vị, có chữ ao đùa là người lớn ha. Cái gì cho kids thì cho kids. Cái mini gyms này nó làm cho mình, mang đến cho mình cái energy á, có nhiều sức khỏe để mình có năng lượng một ngày làm việc. Protein nè, sugar free nè, magnesium nè, camelina. Thì không có đường, tôi sẽ ít có sử dụng đường, uống cà phê cũng không có đường, không có bỏ đường, sugar free. Đó quý vị, thì hồi nãy á, trong cái lúc mà Lucy nói tiếng Anh, quý vị cũng thấy là Lucy đã bỏ nước soi vô để xông mũi. Như Lucy nói, đã quá à, nó đã gì đâu á, xong mà cái bỏ chút xíu dầu này. Ai có dầu khuynh diệp Việt Nam thì bỏ, ai thích dầu gì bỏ dầu đó. Đơn giản là chỉ nói về mình là mình thích cái những cái nhãn hiệu này thôi.
và thoa dầu lên người rồi đó, nhức đầu rồi đó, hoặc là cổ tay nhức sức. Lucy cũng gửi cho những người cô bác mà đi chùa chung, Lucy mua cái này Lucy cho đó. Và mình mang theo cái này, nếu mình cảm thấy đau họng thì mình uống Panadol cũng tốt, nhưng mà cái này nó đã lắm, uống vô nó đã lắm, nó bột á, mình pha nước ấm mình uống, nó có cái chất honey lemon á, mật ong á với chanh á, tốt lắm. Thêm cái này có bốn công dụng mà, nó có cái hộp của nó vậy nè quý vị. Ok, ở ngoài đó quý vị nhìn đây là năm công dụng, là tại vì nó có mũi luôn ha, ai bị chảy mũi, ai bị nghẹt mũi thì mua có cái mũi, họ không thôi mà mua cái hộp có bốn công dụng, nó có ghi rõ đây nè, ở ngoài nó sẽ ghi rõ là bốn công dụng, không có mũi đó. Nhớ bổ sung sắt và C. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và mùa dịch cơn đại dịch, cơn đại hầm thủy, cơn đại dịch của thế giới kinh dị quý vị ơi. Ai làm ra cái loại vi khuẩn này á, để chị không, để nó bán vaccine cho chính phủ, nó lấy tiền. Giờ mình thương nhất, mình nể nhất là cái cô mà làm ra vaccine vaccine Avaxen gì á, Accenture đó, không có lấy tiền, không có bán, không có kinh doanh về tiền bạc đó. Mình nể cái cô đó ghê luôn, đâu phải ai làm gì cũng vì tiền đâu. Cuộc sống này có nhiều người làm việc vì nhân đạo lắm quý vị, người quyền nhân đạo của người lắm quý vị đó. Xách vali lên và đi, hôm qua ăn cherry rồi mới ăn dâu với khóm, trong siêu thị nó cắt sẵn gì nè, sạch lắm, chứ đâu có giống ở Việt Nam ha. Mình ngồi người ta bán mấy cái quán, hoặc là người ta xẻ, người ta đi bỏ lên xe đẩy á, trong cái tủ kính người ta bỏ đá vô, mình mua mình ăn rẻ ha. Ở đây tuy mắc nhưng mà nó đảm bảo. Với Lucy ăn đồ trong siêu thị vậy nè, thì nó đảm bảo nó không bị đau bao tử. Nhiều lúc thèm đồ ăn á, lên chợ Việt mình mua mình về mình nấu, còn không thôi thì mua mà người ta nấu sẵn á, rẻ lắm. Nhưng mà ăn nấu sẵn xong về đau bụng quá trời luôn á, bị tao tháo rượt quá trời. Cho nên thôi, mua đồ trong siêu thị đi. Mà tôi vẫn mê trên chợ Việt Nam mà, trời ơi, những cái món Việt Nam tôi mê. Bây giờ đau bụng quá ăn đi, đây có avocado nữa. Bây giờ không dám ăn có cái nào có avocado đâu. Cái nào? Cái này có avocado nè, là bơ. Ok. Không có dám ăn cái cá hồi sống nữa. Cá hồi sống với lại cái này nè, ngon lắm. Nhưng mà vì cái bao tử của mình á có dấu hiệu giống như trào ngược dạ dày, tại vì hồi xưa thích ăn cay á, ăn ớt rồi ăn chua đó. Cho nên bây giờ mình không có dám ăn cá sống, mà phải chiên nấu. Với phải cái bao tử, phải bảo vệ bao tử bằng nghệ với mật ong liền. Nghệ, bột nghệ nè, mật ong. Còn cái gì nữa để chia sẻ với quý vị? Trời, tôi đi chơi mà tôi giống như là một nhà thuốc lưu động gì đó. Đó, gầm ha. Cái người, có một chị bạn thì chỉ chăm sóc con chị. Chị trên chợ Việt Nam, chị chỉ cho Lucy cái này nè. Chai này nhỏ giọt. Cái này không có khuyến khích cho những người khác đâu nha, tại vì mình cũng có biết, nhưng mà mình không phải là bác sĩ y tá nha. Lucy đang sử dụng thôi, tại vì nhà thuốc tây bán cái này không có cần toa. Mấy cái này không có cần toa, mấy cái này không có cần toa nha. Mấy này không cần toa. Những cái thuốc này là không cần toa không á. Vitamin với mấy cái thuốc này không cần toa, Lucy chia sẻ. Cái này cũng không cần toa. Tại vì con chỉ ngồi chỉ chăm sóc á, con chỉ ngồi không mà đâu có đi đứng. Ngồi thì ăn uống thì sẽ bị giống như đầy hơi. Cho nên chị nói cái này hay lắm, nhỏ và giọt uống nó sẽ nhanh lắm, tiêu hóa thức ăn. Thì hồi xưa Lucy không biết, thì Lucy cũng xài cái gas, cái ga nó đầy á, thì Lucy xài cái nhai này. Cái nhai cho cái gas, nhai giống kẹo xinh gum vậy đó, mình nhai cho bao tử cái thức ăn mình nó không có chuyển hóa kịp á, tiêu. Nhưng mà cũng may mắn là mình gặp được chị đi, mà chị cũng có kinh nghiệm chăm con, cho nên chị cũng biết những cái gì mà tốt nhất, cho nên mình chia sẻ với nhau, coi như những cái trải nghiệm là những cái kinh nghiệm, những trải nghiệm dù tốt dù xấu dù buồn dù vui đều là những cái kinh nghiệm mà mình học hỏi, và đều Lucy đều rất là trân trọng từng cái trải nghiệm trong cuộc sống và rất là vui. Đến những cái trải nghiệm mà khó khăn càng khó thì mình càng có nhiều kinh nghiệm. Ok, chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, stay safe guys, trong mùa dịch này.
bảo vệ các bạn và bảo vệ con cái và gia đình người thân của chúng ta. Okay, okay, thank you. Now, what you do? I eat my mè đen. Let's see. Cũng nấu lên này đổ vô thôi bột mè đen này. Bột mè đen hạt sen. Black sesame powder with lotus seeds. Easy for travel. Simple as that. I symbolize. Simple lady in the whole world. Garlic, 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 garlic. Happy Sunday, everyone. Bye. See you in the next video of Louvin Live.